Mày ơi, tao xem ở trên điện thoại ấy. Tao xem trên điện thoại mấy cái vụ mà con cứ nó không nói hết sữa. Không, tao không tin. Không phải tao được chứng kiến thật. Dồ hộp sữa ra cho nó, xong rồi làm kiểu để mình cái bát này kia. Xong bảo là con nước sữa ngoan nhớ. Nhưng nó là kiểu cái sữa bò trắng như mình nói này. Xong bảo con nước sữa ngoan nhớ, con có thèm ăn bánh này kia không. Xong rồi là sẽ ấy một cái dây chuyền. Xong rồi là nó bảo là nếu như mà con thèm ăn bánh thì con cho dây chuyền lắc. Còn đâu nếu như mà không thèm thì con để nguyên dây chuyền. Hay là con uống sữa thì lúc mà uống sữa là nó đang uống là hộp sữa chứ. Xong dâu lên mặt con đấy. Xong rồi là sẽ để một cái khăn ở dưới chỗ đấy là nó chảy ướt khăn. Xong rồi là cái dây chuyền nó nắp. Thế là nó lấy bánh cho ăn, nó cứ bẻ. Xong nó không biết là làm thế nào, nó cũng sợ. Nhưng mà cứ bẻ. Không biết, không. Mình cứ để thấy mình dơ ra thôi. Tao nghĩ là nó sẽ ăn kiểu như là kiểu mấy cái cơm các thứ nó bị thiêu này kia. Là nó sẽ ăn mấy cái ấy. Mà có biết cái vụ đấy không? Không mất được, ông mày không biết à? Cơm thiêu. Ừ, nó đã thiêu rồi, kiểu thế. Nó là kiểu như thế. Thì nó ăn không có thiêu đấy. Mày nó bỏ mỗi. Tao tưởng tắt hương không. Kiểu mua. Này, các chủ nhà mày là ăn hương ăn hoa à, dương ạ, chứ không phải là ăn kiểu kia. Tao thấy chuyện như này không cứ không trong nhà này có biết tao. Ha 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 ha. Ô mày ơi, có ma khỏe á. Nuôi ở trên núi đúng không? Không phải, ở trên núi nó có mấy cái con gà ma. Ở chỗ tao ấy, bố của bạn tao ở cùng có ta. Kiểu bị điên lâu rồi. Nhưng mà cái lúc đấy hồi còn trẻ ấy, giỏi vãi, làm cái gì thanh tra cái gì ấy. Xong rồi đi lên rồi mấy cái chỗ vùng cao ấy để khảo sát gì ấy. Đúng rồi, nó lửa. Không phải đấy, xong rồi là có một cái thấy chỉ có nghe cả mọi người cả ấy thôi. Là kiểu ra như là gọi là sao nhỉ, có một cái đứa con gái ở trên núi đấy thì nó thích ông đấy, nhưng ông ấy có vợ rồi, ông ấy có con ở dưới đây rồi, ông ấy từ chối, xong bị chơi đùa thành điên luôn, điên cả đời luôn, giờ vứt khỏi trần. Trời mùa đông hay là mùa hè đều đi hết, đều đi quanh được quanh xóm. Sao nhà đấy không giải à? Hay là bùa cao mà không giải được? Tao nghĩ không giải được. Chứ bọ có giải đâu, bọ vẫn bình thường mà bọ không được á.